Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Beat Audio Sài Gòn. Hôm bữa thì quý vị cũng đã xem qua cái video Bi tiết nhạc về đôi loa đến từ hãng JBL Model 100T. Thì Bi có nói là Bi sẽ khui thùng, khui cái nội thất bên trong để quý vị nhìn thấy cái phân tầng rồi cái cấu trúc loa nó làm bên trong như thế nào. Thì hôm nay Bi sẽ khui cho quý vị cùng xem. Và trước khi khui thì Bi cũng nhắc sơ về cái đôi loa này cho quý vị biết. Nếu như ai chưa xem, như chưa kịp xem cái video tiết nhạc của Bi thì quý vị xem lại. Cái đôi loa này nó có kích thước rất là khủng quý vị ạ. Nó cao lên tới 92cm, nó rộng 40cm và nó sâu là 36 nha quý vị. Và nó có 3 loa, một loa bass đường kính 30, bây giờ có 5 rồi. Ngăn mút bằng giấy quý vị ạ. Nó sâu là 33,5, gần 34 đó quý vị ạ. Và nó rộng là 40,5 luôn ấy chứ, gần 41 rồi. Và nó có một loa mid đây và một loa trip đơn titanium nha quý vị. Loa trip thì nó cái dòng này đi thấy tầm như cái series L nó cũng dùng cái trip titanium nè quý vị ạ. Đặc biệt là trong cái L7 cũng dùng cái trip này luôn đó quý vị. Công suất của nó rất là lớn, 200W trên một thùng. Độ nhạy 91dB và trở kháng là 8 ohm, nó có một lỗ thông hơi ở phía sau. Nó được sản xuất tại một cái thành phố nào của bang California đúng quý vị ạ. Đôi loa còn rất là đẹp. Cực kỳ đẹp nha quý vị. Phần gỗ cũng rất là đều nè quý vị. Quý vị nhìn sơ đi, phần gỗ này cũng rất là đều. Nói chung là nó không có bị chen màu. Và đôi loa này hôm bữa Bi chào bán quý vị là 28.500.000. Và bây giờ Bi sẽ làm thủ tục khui. Cái này thì chúng ta sẽ dùng tua vít hoa thủy để chúng ta khui thôi quý vị ạ. Họ phải cần lục giác. Đây, chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta Bi sử dụng cái này Bi khui cũng rất là dễ thôi. Và Bi sẽ khui một thùng cho quý vị xem. Quý vị nhớ giác và quý vị xem. Quý vị hãy... Hôm nay mình khui thôi nhưng mình không tiết nhạc nha. Mình tiết nhạc rồi. Còn cái này mình chỉ khui, mình không tiết nhạc. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy xem nào. Sau khi giới thiệu sơ qua về đôi loa thì bây giờ Bi đã tháo thùng, Bi đã khui thùng rồi nè quý vị. Wow, quý vị xem ở bên trong, nhiều người cũng thích xem nội thất bên trong lắm. Không biết, tất nhiên thì cũng xem để chúng ta tự tin hơn khi mua hàng phải không quý vị? Đây là loa bass. Quý vị xem cái phân tầng trước đi. Cái phân tầng của nó rất là gấu quý vị ạ. Thùng thì nó lót bông hết ba mặt nha quý vị. Bông rất là dài. Bông này không biết có ngứa không? Bi thì cũng bi ngại rờ vào, bi sợ ngứa lắm. Nên Bi cũng không biết có ngứa hay không. Bông màu vàng. Để coi. Rồi, cái loa mic này quý vị nè, nó có một cái khung, cái họng riêng để cái tiếng mic nó nằm ở trong này, nó bị lẫn lộn vào tiếng bass hơn. Quý vị thấy không? Bông nó cũng trùm lên đây. Cái loa mic, để Bi lật cái loa mic lên cho quý vị xem. 500 nó rất là nặng, nhìn nó vậy chứ nó nặng quý vị ạ. Nó có số nè, 104H-2. Một cái số gì ở đây nữa. Số ở đây là ngày 2 tháng 1 1995. Trước nó chữ 0CT. Và quý vị nhìn kỹ nha. Đây là cái phân tầng của nó nè. Rồi, cái phân tầng loa mid. Còn đây là cái phân tầng loa trap. Nó cũng có chữ quý vị ạ. Chữ mà nó hơi bị mờ. Đây là cái 500 cái cụ từ của loa trap nè quý vị. Cũng rất là dài, rất là nặng và nó cũng có số. Đó, quý vị xem cái số của nó nha. Nó có số hết. Ở trên này cũng có, trên cái vành nhựa này cũng có số.
Trap titanium. Rồi. Chúng ta xem cái mic với cái trap xong rồi bây giờ mình qua cái bát. Đây là loa bát. Bát bơ rất là lớn nha. Bát lòng chảo rất là sâu. Cực kỳ sâu. Nặng quá trời nặng luôn. Bây giờ đi sẽ lật lên đây. Wow. Nó giống như những cái cũ của dòng 4312 quý vị nhỉ. Rất là nặng luôn. Quay cận cảnh quý vị xem. Nặng quá, mình bựa vậy mà nó rất là nặng luôn đó quý vị ạ. Trên này nó cũng có số. Đây cũng có số đây. Số và chữ. 2213. Mình quay vậy quý vị cũng nhìn kỹ đúng không? Rất là nặng luôn á, bựa hai tay vẫn còn nặng. Rồi. Nặng quá. Thôi thả xuống nha. Xem vậy được rồi quý vị ha. Quay rất là cận cảnh và thùng còn rất là đẹp nha. Mình quay lướt sơ một lại, quay luôn qua cái loa này, cái loa này mình cũng không tháo, tháo một loa thôi. Thì trang không khác gì hết chứ. Và mức bán là 28.500.000 nha quý vị, một đôi loa L100T. Còn rất là đẹp, Bi đã theo yêu cầu của quý vị, Bi đã tháo thùng rồi đấy. Rồi, ai yêu thích thì hãy nhớ liên hệ Bi sớm để sở hữu cái đôi loa L100T này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.